Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đi đám cưới, cho nên là tôi sẽ dành một chút thời gian quay một số những cảnh đám cưới của người đồng bào dân tộc Dao ở trên tôi cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng tôi đi xem là cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Dao ở trên tôi như thế nào nha các bạn nhé. Rồi, xin mời.
chia tao mà hiện á, ông thì sẽ chia tao mà. Anh à quay thở, em nó vừa mà pia tao đi. Đã mà hết sạch tinh nè. Yeah.